trong suốt chiều dài phát triển của nền kinh tế, đã có hàng trăm vị trí được sinh ra, từ những marketer, nhân viên kinh doanh, lập kế hoạch, cho đến những người làm những công việc như là logistics, vận hành, v.v. Mỗi vị trí lại có một chuyên môn, vai trò và đóng góp khác nhau tới sự phát triển của bộ máy. Tuy nhiên, tất cả những vị trí này đều có cùng một điểm chung, con người. Con người là trung tâm, đồng thời là nguồn tài nguyên quý giá và quan trọng nhất của bất cứ tổ chức nào. Một công ty thành công hay là thất bại, phần lớn do khả năng làm việc và cống hiến của nhân sự quyết định. Vai trò quan trọng là vậy, nhưng con người chúng ta cũng có những vấn đề của riêng mình. Chúng ta gặp khó khăn trong chuyện hòa nhập trong thời gian ngắn. Chúng ta dễ dàng xảy ra mâu thuẫn trong quá trình làm việc khi không hiểu nhau. Và sẽ phải mất rất nhiều thời gian để chúng ta có thể hiểu được sứ mệnh và tầm nhìn của công ty để có thể làm việc một cách hiệu quả. Đứng trước tình cảnh đó, nền kinh tế đã sinh ra một vị trí phù hợp để quản lý nguồn tài nguyên quý báu nhất của nó, vị trí nhân sự hay là human resources. Nhờ người làm nhân sự, dẫu doanh nghiệp là từ hàng chục cho tới hàng trăm, hàng nghìn vẫn có thể vận hành được mượt mà và trơn tru như nhau. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về công việc và những sự thật đang bị lầm tưởng về ngành nhân sự. Bài viết này được mang tới bởi trưởng phòng nhân sự Unilever Việt Nam, anh Ryan Trung Trương, trong sách Người trong môn nghề ngành kinh tế có gì, tập 1. Hãy đặt sách theo hướng dẫn ở dưới phần mô tả nếu bạn đang muốn tìm hiểu về các công việc và cơ hội nghề nghiệp trong ngành kinh tế nhé. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu video ngay thôi nào. Vài câu chuyện của tuổi trẻ. Bắt đầu đâu đó lúc tôi 19 tuổi, vào một ngày giữa học kỳ thứ 2 tại trường, tôi nhận được cuộc gọi từ Unilever Việt Nam giới thiệu về vị trí cộng tác trong một năm. Tôi nhận lời phỏng vấn và được nhận. Hết nhiệm kỳ, tôi quyết định tiếp tục thực sức với vị trí internship tại Unilever. Kỳ thực tập đáng lẽ ra kết thúc trong 3 tháng, đã kéo dài thêm 2 tháng, để tôi có thể hoàn thiện một dự án về phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng. Kết thúc kỳ thực tập, tôi được chọn vào chương trình UFLP, Future Leader Programs, hay còn gọi là quản trị viên tập sự, Management Trainee. Lúc đó, tôi vẫn còn 1/5 chương trình đại học tại trường. Ngày đầu tiên đi làm vào tháng 11 năm 2013, tôi còn chưa chính thức bước sang tuổi 21. Gần 3 năm lặn lộn với nhiều vị trí khác nhau tại Unilever, tôi quyết định tạm dừng để đi du học. Ngành học mà tôi lựa chọn là Management Psychology, hiểu nôm na là tâm lý học ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp. Chương trình học và luận án nghiên cứu về lãnh đạo bền vững, Sustainability Leadership, đã giúp tôi có được bằng thạc sĩ xuất sắc tại một trường đại học thuộc Russell Group, một hiệp hội tự chọn gồm 24 trường đại học nghiên cứu công lập ở Vương quốc Anh. Unilever một lần nữa gọi tôi trở về làm việc tại một vị trí mới. Tôi nhận lời và quay lại làm việc cho đến tận hiện tại. Là trưởng phòng trẻ nhất tại công ty, với vai trò lãnh đạo các hoạt động về đào tạo, văn hóa doanh nghiệp và gắn kết nhân viên. Khác với câu chuyện đầu tiên, câu chuyện thứ hai có lẽ phải dành chút thời gian để nghe và tìm hiểu thì bạn mới có thể nhìn thấy được. Có những cái cú lừa kiểu như vậy ẩn giật trong mọi câu chuyện, nhất là với những bạn học và theo đuổi ngành kinh tế. Điều này sẽ dễ khiến cho bạn bị bối rối hay là lầm tưởng trong việc chọn nghề. Và đó cũng là cú lừa về tuổi trẻ và những cột mốc mà bạn nên chinh phục. Trong video ngày hôm nay, tôi rất sẵn lòng chia sẻ với bạn những cú lừa mà bạn dễ gặp khi quyết định chọn lựa nghề nhân sự. Xa hơn, tôi hy vọng có thể giúp bạn có cái nhìn bao quát hơn về sự nghiệp hoặc là trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn. Bởi yếu tố quản trị con người, nhân sự luôn len lỏi trong sự nghiệp của bạn trong bất kỳ nghề nghiệp nào. 3 cú lừa về nghề nhân sự. Cú lừa thứ nhất, không học nghề nhân sự thì làm sao mà làm được việc? Có những ngành nghề thật sự cần học hành bài bản mới có thể hành nghề được, như là y sĩ, bác sĩ hay là kỹ sư chế tạo. Bởi nó có rất nhiều mối liên đới trên nền tảng khoa học, yêu cầu bạn phải hiểu đủ rộng, thực tập đủ nhiều. Các nhóm ngành kinh tế, hơi ngược lại, lại có sự linh hoạt hơn. Thực tế, phần lớn các anh chị và các bạn đồng nghiệp làm việc tại phòng HR, không ai học HR bài bản. Bản thân tôi cũng là tay ngang, chuyển hướng từ marketing sang HR. Có thể điểm sơ những cái nền tảng học vấn như sau: sư phạm tiếng Anh, ngoại thương, quản trị kinh doanh, marketing, tài chính ngân hàng, kỹ sư quản lý chất lượng, luật. Vậy mà ai cũng giỏi cái nghề nhân sự cả. Điều này bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Đầu tiên, thời xưa không có khoa ngành chuyên biệt về quản trị nhân sự.
đặc biệt là lừa các anh chị đồng nghiệp thế hệ 7X, 8X. Thứ hai là do tốc độ phân hóa ngành nghề và điều kiện phát triển của giáo dục đại học vẫn chưa đồng đều. Nhu cầu về nhiều ngành nghề thậm chí ra đời trước khi giáo trình đào tạo bài bản được triển khai. Thứ ba, đặc thù của ngành nhân sự nói riêng và các lĩnh vực trong ngành kinh tế nói chung có đủ sự linh hoạt để chuyển đổi chuyên môn từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. Vì vậy, cú lừa đầu tiên chính là quan điểm phải học nhân sự mới có thể làm nghề. May mắn là hiện nay, ngành quản trị nhân sự đã khá là phổ biến tại Việt Nam. Nếu bạn có điều kiện du học, nước ngoài sẽ không thiếu những trường đại học có chuyên ngành riêng biệt. Thậm chí là bạn muốn rẽ ngang và cần trau dồi thêm về kiến thức chuyên môn. Có khá nhiều khóa học hay là chứng chỉ bạn có thể học trực tuyến. Tại Việt Nam, bạn có thể tìm hiểu thêm về HHRM, Quản trị Nhân sự Quốc tế tại trường Pace, có cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Cá nhân tôi rất thích CIPD, một phần vì những giá trị duy mỹ từ nền giáo dục châu Âu và một phần khác vì chương trình học online theo từng mảng riêng biệt với nhiều bài nghiên cứu rất thú vị. Điểm then chốt của cú lừa thứ nhất này nằm trong sự linh hoạt của các kỹ năng các ngành kinh tế, đơn cử như là kỹ năng phân tích và nhìn nhận các vấn đề, kỹ năng ứng biến và thuyết phục, kỹ năng quyết định hay là các kỹ năng về ngôn ngữ. Tất cả đều có thể chuyển đổi từ chuyên môn bán hàng, marketing sang nhân sự. Tất nhiên là cơ sở dữ liệu, quyết định sẽ khác và đối tượng phục vụ cũng như là thuyết phục sẽ chuyển từ người mua hàng, tiêu dùng sang nhóm đối tượng nội bộ công ty. Một cách nhìn khác cũng rất chuẩn xác, đó là ngành quản trị nhân sự nói chung không phải là công việc của riêng bộ phận nhân sự mà là kỹ năng và nhiệm vụ của bất kỳ lãnh đạo doanh nghiệp nào. Dù bạn làm việc ở đâu, quản lý đội nhóm, chọn người phù hợp, phát triển kỹ năng và văn hóa đều sẽ phải thuần thục. Từ đó, việc đá chéo sân sẽ không quá khó như là bạn nghĩ. Tại sao lại nói đây là cú lừa? Bởi sẽ không ít bạn tự ái khi bị đánh giá là làm trái nghề, phí hoài việc học hành hay là chưa thấu đáo trong việc chọn ngành học cho bản thân. Tôi không hy vọng bạn rơi vào tình cảnh đó. Thật ra, tôi thấy việc học và làm trái nghề cũng có nhiều ưu điểm. Bạn sẽ có những ưu thế về suy nghĩ và kiến thức mà người trong ngành không có. Nó cũng minh chứng cho việc bạn tìm hiểu bản thân nhiều hơn, dám đi con đường mới và chấp nhận có một cách vô cùng tích cực rằng có thể mình đã chọn nhầm. Vậy nhá, nếu bạn vẫn đang ngần ngại về việc quyết định chọn ngành nhân sự và lo lắng là liệu mình có việc làm không sau khi học đại học, hãy tự tin lên. Dù bạn có làm nghề nhân sự hay không, kiến thức về quản trị con người cũng là hành trang vô cùng quý giá cho vai trò lãnh đạo mà bạn sẽ nắm giữ ở trong tương lai. Còn dành cho các bạn đang theo đuổi một ngành học khác hoặc là muốn rẽ hướng sang ngành nhân sự, hãy an tâm, dù không học, vẫn có rất nhiều triển vọng nghề nghiệp tại HR để bạn phát huy kỹ năng và kinh nghiệm của mình. Cú lừa thứ hai, lương thấp, công việc nhàm chán, không được đánh giá cao. Vô tình có ông bà, cô chú nào hỏi bạn tính học ngành gì hoặc là ra trường làm gì. Nếu như mà câu trả lời của bạn là kinh tế, hay cụ thể hơn là nhân sự, thì chắc phải 80% phản ứng của bạn nhận được là cái sự bỡ ngỡ từ người hỏi. Cái khái niệm về ngành kinh tế ra trường làm gì thật sự còn rất mông lung, đặc biệt là với những người ở thế hệ trước. Còn nhân sự, họa may thì người ta sẽ hình dung là là trả lương, tuyển dụng hay là làm công an tuyết còi những nhân viên vi phạm nội quy công ty. Và những sự thật ngầm hiểu của công việc đó là lương thấp, công việc chẳng có gì đáng quý trọng và không được đồng nghiệp đánh giá cao. Bắt đầu với lương, các công ty có quy mô chuyên nghiệp đều cơ cấu lương rõ ràng, tương ứng trách nhiệm công việc và yêu cầu về ứng viên. Điểm qua một vài công việc mà các bạn theo khối ngành kinh tế có thể bắt đầu ngay sau khi ra trường, mức lương khởi điểm ngành nhân sự có thể là thấp hơn. Nhưng khi số năm kinh nghiệm tăng dần, mức lương bạn nhận được sẽ không hề kém cạnh những công việc khác ở trong ngành kinh tế. Có nhiều cách lý giải cho điều này. Tuy nhiên, then chốt nhất là độ phổ rộng với mức độ chuyên môn và giá trị mang lại cho doanh nghiệp từ bộ phận nhân sự khá lớn. Với những người chưa có kinh nghiệm hoặc những vị trí mang tính chất vận hành, quy trình như các hoạt động thu nhận, quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công, vận hành các khóa đào tạo thì mức lương khởi điểm sẽ không cao. Dần dần với số năm kinh nghiệm tăng lên, người làm nhân sự đóng vai trò định hình và hoạch định chiến lược nhân sự. Hiểu nôm na là hoạt động nghiên cứu và tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp, xem điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Nếu bạn tư vấn đúng, doanh nghiệp có thể hoạt động hiệu quả hơn, chuyên môn hơn, mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Vậy tất nhiên, chi phí dành cho những lãnh đạo nhân sự này cũng không hề rẻ rồi. Theo đó, những cú lừa như là công việc nhàm chán, không nhận được sự tôn trọng, có lẽ chỉ đến từ những người chưa có dịp tìm hiểu kỹ về nghề nhân sự mà thôi.
các mô hình nhân sự cũng bắt đầu bằng những công việc đơn giản nhằm đảm bảo nhân viên được nhận và làm việc, được trả lương, rồi từ từ tiến hóa lên các nhiệm vụ chiến lược hơn. Bạn nào từng phải cố gắng giải thích cho các ông bà bố mẹ biết về cái nghề marketing, không phải là thiết kế và phát tờ rơi quảng cáo thì sẽ hình dung được. Cú lửa thứ ba, bà tiên, ông kẹ và tương lai mịt mờ. Vậy nghề làm nhân sự thì nên như thế nào? Hiền lành và luôn quan tâm đến người khác, ngọt ngào, dễ mến, giỏi ăn nói mỗi khi tìm ứng viên. Nghiêm khắc, kỹ tính hay sẽ là người đóng vai trò thông báo tin buồn sa thải cho nhân viên? Dù là hình ảnh bà tiên hay ông kẹ, sau nhiều năm làm nghề HR, tôi phải công nhận tất cả những suy nghĩ đó đều đúng, nhưng mà nó trong từng hoàn cảnh. Nhưng nếu bạn nghĩ chỉ cần những cái kỹ năng đó là đủ để làm nghề, thì xin chúc mừng, bạn đã tiếp tục ăn cú lửa thứ ba, bởi nghề HR cần nhiều hơn thế rất nhiều. Nhân sự hay được hiểu theo nghĩa của từ nhân là phần con người. Tuy vậy, hiểu đúng về nghề HR sẽ là Human Resources, là quản lý nhân sự. Đó là lý do tại sao HR thường nằm trong khối ngành kinh tế, bởi tiềm lực con người cũng như tài chính hay là thương hiệu đều cần được quản lý một cách khoa học và bài bản nhằm mang đến những giá trị thặng dư cho doanh nghiệp. Do đó, bạn sẽ cần có đầu óc nhạy bén, khả năng phân tích và hoạch định chiến lược sắc sảo, kèm với những giá trị sống nhân văn để có thể làm một nhà quản lý nhân sự thành công. Nhưng mà tại sao nghề nhân sự lại đòi hỏi nhiều đến như vậy? Có lẽ là bởi vì bạn đang quản lý một trong những cái tài nguyên phức tạp nhất, đó là con người. Nguồn tài nguyên này không phải là cứ dùng logic hay là phương cách định sẵn là có thể quản lý được. Con người với cảm xúc, tâm lý phức tạp, lại có nền tảng giáo dục và môi trường sống đa dạng, đòi hỏi việc quản trị cần cân đối cả phần cảm xúc và lý trí với những vận dụng thực tế về kinh nghiệm sống nữa. Vậy nên, những năm đầu tiên, công việc của bạn sẽ nhằm hoàn thiện hơn những kỹ năng để bạn không bị cuốn vào cảm xúc giữa người với người một cách thuần túy mà luôn cân bằng giữa các yếu tố khác nhau. Giữ vững các nguyên tắc của doanh nghiệp nhưng vẫn hành xử một cách chuyên nghiệp và nhân văn. Nghĩ xa hơn, việc quản trị của bạn có thể giúp một người, một cuộc đời, một gia đình gây dựng tương lai no ấm và hạnh phúc. Bởi việc họ có thể đi làm, có thể kiếm tiền, luôn luôn phát triển để càng ngày càng thành công trong cuộc sống. Có thể bạn cũng sẽ phải đứng vào vai trò của những người quản lý nhân sự khi đóng cửa một doanh nghiệp hay là tái cơ cấu một công ty. Vậy làm thế nào để hành động này chỉ có ảnh hưởng tiêu cực tạm thời, sau đó, về lâu về dài có thể mang lại tương lai tốt hơn cho chính những con người bị ảnh hưởng đó? Làm được điều này, bạn sẽ cần tất cả những kỹ năng mềm và kỹ năng quản trị kinh doanh nhằm đưa ra quyết định sáng suốt nhất, cân bằng cả giá trị mang lại cho doanh nghiệp, cho nhân viên và những yếu tố nhân văn nền tảng mà người nhân sự đang quản lý. Nhiều năm trong nghề, khi nhìn lại, đôi lúc tôi tự hỏi điều gì đã giúp mình đi được đến ngày hôm nay. Chắc chắn tôi không phải là người thành công nhất, càng không phải là người giỏi nhất, nhưng tôi tin rằng mình là một người hạnh phúc. Hạnh phúc vì được làm công việc mình yêu thích, hạnh phúc vì cân bằng được áp lực công việc, triển vọng nghề nghiệp và tuổi đời, vậy đã đủ rồi. Vậy bí quyết là gì? Tôi nghĩ, hiểu bản thân, biết rõ mình muốn gì và chai sạn hơn với những áp lực. Có lẽ nhờ thế mà tại đây, ngay lúc này, tôi đã sẵn sàng đem hết những tâm huyết và kinh nghiệm của mình để khẳng định với bạn rằng có vô vàn cú lừa, lợi bất cập hại nếu bạn thực sự tin vào điều đó. Hãy tin vào chính mình, càng hiểu rõ về bản thân bao nhiêu, bạn càng dễ chọn con đường chính xác. Những điều tôi vừa kể chỉ giúp bạn hiểu hơn về nghề và tự tin hơn với những gì mình lựa chọn. Bạn cũng có thể dùng những cái luận cứ đó để thuyết phục ba mẹ hoặc là ai đó vẫn đang nghi ngờ sự lựa chọn của mình. Và vừa rồi là bài viết Nghề nhân sự và ba cú lừa của tác giả Ryan Trung Trương. Trong sách Người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì tập 1. Nếu bạn đang quan tâm và muốn tìm hiểu về các cơ hội nghề nghiệp trong ngành kinh tế, hãy đặt mua sách qua link ở dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy thích những nội dung như trên, hãy like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Mình là Pink Dot, xin chào và hẹn gặp lại. See ya!